Thưa quý vị, nhằm siết chặt công tác kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quyền Đức Hòa, thành lập nhiều chốt kiểm soát xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định phòng chống dịch. Theo đó, toàn quyền đã thành lập 63 chốt kiểm soát trong địa bàn quyền và 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến đường giáp tranh thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Công an quyền và Công an các xã thị trấn triển khai thành lập 50 tổ tuần tra kiểm soát lưu động có 150 cán bộ chiến sĩ tham gia để tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Tính đến ngày 28 tháng 7, toàn quyền đã lập biên bản xử phạt 652 trường hợp không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Trong đó, riêng ngày 28 tháng 7, lực lượng đã lập biên bản xử phạt 150 trường hợp người dân ra đường khi không cần thiết. Mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhưng vẫn còn một số người dân thực hiện chưa nghiêm việc giãn cách xã hội để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch để chung tay cùng chính quyền địa phương sớm đẩy lùi đại dịch